Thưa quý vị, xã Lâm Hải là địa phương cuối giáp biển của huyện Nam Căn, tỉnh Cà Mau. Vùng đất này là nơi các hộ dân phát triển kinh tế nhờ nuôi trồng thủy hải sản, đặc biệt là nuôi tôm dưới tán rừng ngập mặn. Cây đước có bộ rễ dày tạo vùng trú ẩn cho tôm, tránh các loài thủy sinh khác ăn thịt. Chính bởi vậy người dân ở Cà Mau thường nói con tôm ôm cây đước để trưởng thành và làm giàu cho người dân nơi đây. Do biến đổi khí hậu xâm nhập mặn ngày càng khốc liệt, tôm nuôi cao ở vùng đất này đã phải đối mặt với dịch bệnh, sản lượng ngày càng sụt giảm. Năm 2022, người dân ở xã Lâm Hải, huyện Nam Căn của tỉnh Cà Mau đã liên kết với doanh nghiệp cùng với sự hỗ trợ của chính quyền địa phương và chính phủ Úc thông qua chương trình Nền tảng Đối tác Doanh nghiệp phát triển vùng nuôi tôm sinh Thuận Thiên và gắn với bảo vệ rừng ngập mặn, thích nghi với biến đổi khí hậu. Và ngay sau đây là ghi nhận của nhóm phóng viên. Chị Nhạn, anh Lẫm, trong những nông hộ có tới gần 20 năm kinh nghiệm nuôi tôm dưới tán rừng ngập mặn. Từ thế hệ những người đi trước cho tới những nông dân trẻ tuổi như anh chị cũng chưa bao giờ thấy vài năm trở lại đây sản lượng chất lượng tôm cua lại sụt giảm đến thế. Bây giờ là tôm lượng tôm cua là thả nó không đạt như hồi lúc trước nữa. Không biết nguyên nhân tại sao mà cua là chừng khoảng 3 năm nay là em nuôi là đều gần tới tháng này là nó dịch hết, nó chết hết. Không biết luôn, hồi lúc trước là đâu có đâu. Nhưng mà nó không còn hiệu quả như trước kia. Rồi sau thời gian mà bà con nổi lên nuôi công nghiệp là bắt đầu tôm ở đây là thất. Cua giờ nuôi cũng không hiệu quả luôn. Để giải quyết tình trạng chất lượng tôm nuôi dưới tán rừng ngập mặn đang bị sụt giảm, doanh nghiệp đã cùng với chính quyền địa phương liên kết hỗ trợ bà con về nuôi tôm thích ứng với biến đổi khí hậu. Năm 2022, doanh nghiệp liên kết với 400 nông hộ đã tạo vùng nuôi tôm Thuận Thiên dưới tán rừng đước, tạo một hệ sinh thái an toàn cho thủy hải sản vùng ngập mặn. Nếu như độ mặn ở ven biển tăng quá cao thì làm cho con tôm chai đều không sống được, thậm chí là có sẽ các cái loại bệnh, đặc biệt như đốm trắng sẽ bùng phát. Chính vì vậy, hạn mặn là một cái nhân tố rất là ảnh hưởng rất là lớn đến cái việc sản xuất thủy sản của bà con ven biển Cà Mau hiện nay. Những con tôm giống bản địa ở đây là tôm chì, tôm thẻ chảy theo dòng nước đi vào sống dưới tán rừng ngập mặn. Người dân đã tạo những vuông nuôi, lấy giống từ nguồn giống tự nhiên. Nguồn thức ăn của tôm là chính những vi sinh vật dưới tán rừng đước, vì thế chất lượng tôm được khách hàng ưa chuộng. Đây là kỹ thuật nuôi tôm truyền thống của người dân ở vùng Lâm Hải từ bao đời nay. Nhưng khi xâm nhập mặn càng lớn thì dịch bệnh trên tôm càng tăng. Chính vì thế, chương trình nuôi tôm sinh thái phải cung cấp cho bà con những giống tôm thích ứng được với biến đổi khí hậu. Thì chỉ chứng nhận trên những cái loài bản địa để phát triển duy trì nòi giống của các cái loài bản địa. Và thứ hai nữa là trong cái điều kiện gọi là thích ứng với biến đổi khí hậu thì chỉ những cái loài bản địa mới cái có khả năng sinh tồn tốt nhất tại cái khu vực của mình. Vụ nuôi tôm 2022, anh Lẫm và 400 hộ dân ở đây thu hoạch tôm theo quy trình nuôi tôm sinh thái với sản lượng tôm đã tăng dần lên. Vụ tôm 2023 đã tăng hơn vụ 2022 gấp 2 lần, sản lượng tôm đạt 6 đến 7 tấn một ngày. Giá bán tăng từ 200 đến 10% tùy theo kích cỡ con tôm và chất lượng tôm của từng nông hộ. Nuôi tôm Thuận Thiên dưới tán rừng đang đem lại hy vọng đảm bảo sinh kế cho bà con nông dân vùng bán đảo Cà Mau. Thưa quý vị, giá trị của rừng ngập mặn rất lớn, bên cạnh đó lợi nhuận từ nuôi tôm và nuôi cua dưới tán rừng cũng đem lại cho các nông hộ ở xã Lâm Hải, huyện Nam Căn, tỉnh Cà Mau một nguồn thu ổn định. Nếu người dân canh tác trên đất rừng, bám đất, bám rừng, trồng rừng và bảo vệ rừng sẽ chính là bảo vệ vùng nuôi trồng thủy sản, sinh thái và làm giàu dưới tán rừng bền vững. Hiện nay người dân bán đảo Cà Mau đang thực hiện rất tốt các chủ trương, chính sách cũng như các quy định của ban quản lý rừng địa phương trong công tác tích cực trồng rừng, bảo vệ vùng đất ngập, ngăn nước ngăn chặn xâm nhập mặn. Và người dân có vai trò quan trọng trong nhiệm vụ bảo vệ tổng diện tích là gần 50,5 nghìn hectare rừng ngập mặn của Cà Mau. Rừng ngập mặn là một trong một cấu phần quan trọng của khu rừng trữ sinh quyển mũi Cà Mau được UNESCO công nhận vào năm 2009. Đây là tán rừng đước được những người dân trồng trên những vuông nuôi tôm để tạo nơi sinh sống lý tưởng cho những con tôm thẻ, tôm chì bản địa theo con nước đi vào. Sau 6 tháng, con tôm sinh thái sẽ được thu hoạch. Rừng đước sẽ có nhiệm vụ bảo vệ vùng bờ biển khỏi tình trạng xâm thực mặn, đồng thời chắn gió bão. Mô hình trồng rừng, nuôi tôm dưới tán rừng ở Cà Mau đang được bà con tích cực ủng hộ. Hạn mặn đó, nó là cái sản phẩm của biến đổi khí hậu.
chúng ta muốn giảm thiểu hạn mặn thì chúng ta việc đầu tiên chúng ta phải có những cái hành động để giảm thiểu biến đổi khí hậu, và trong đó có việc bảo vệ các cái vùng đất ngập nước và hệ sinh thái rừng ngập mặn. Đó là cái vấn đề cốt lõi để chúng ta giúp cho cái việc giảm thiểu đi biến đổi khí hậu, và giảm thiểu biến đổi khí hậu thì giảm thiểu được hạn mặn. Bên đây có hỗ trợ con giống rồi tập huấn kỹ cho bà con này, nuôi thì có hiệu quả năng suất thì chắc bà con ta cũng chấp nhận, mà hình như anh thấy là ra hoan nghênh, rất là hoan nghênh bà con đây nè. Tuy nhiên để người dân có thể vừa trồng rừng vừa nuôi tôm đạt chất lượng cao thì liên kết chuỗi doanh nghiệp cam kết bao tiêu đầu ra giá bán cao hơn giá nuôi tôm công nghiệp. Sinh kế được đảm bảo từ nuôi trồng thủy hải sản thì người dân mới có đủ điều kiện để bám đất, bám rừng. Theo báo cáo của ngành nông nghiệp tỉnh Cà Mau, mỗi một vuông nuôi tôm sinh thái với diện tích trung bình là 4,8 hectare cho thu nhập dòng bình quân khoảng 23,5 triệu hectare một năm. Hiện nay thì về phía địa phương thì cũng rất mong cái vấn đề đặc biệt là làm sao để nâng được cái giá trị. Ngoài cái người ta thu hoạch về cái gì rừng rồi thì phải làm sao nâng được cái giá trị về con tôm. Hiện nay báo với chị thì hiện nay về cái tôm thì hiện nay người dân nuôi thì cái năng suất đó, hiện nay nó ở cái mức là nó cũng đã ngưỡng cao rồi, nhưng mà làm sao để nâng được cái giá trị thì để là phát triển được cái đời sống người dân tốt hơn. Và nếu như mà muốn có cái sự tự giác của mỗi người dân thì cái việc đầu tiên là chúng ta phải đảm bảo sinh kế cho người dân. Và chính cái sự đảm bảo sinh kế cho người dân thì sẽ giảm đi cái áp lực của người dân đối với rừng ngập mặn. Và dự án PPP cũng là một trong những cái giải pháp để giúp cải thiện sinh kế cho người dân, không phá hủy cái môi trường sinh thái của hệ sinh thái rừng ngập mặn. Trong thời gian tới, Ủy ban Nhân dân xã Lâm Hải sẽ nhân rộng quy mô nuôi tôm sinh thái thích ứng biến đổi khí hậu với diện tích trên 5.000 hectare rừng. Đây cũng là một trong những vùng trọng điểm phát triển mô hình tôm bảo vệ rừng bền vững của tỉnh Cà Mau. Những con tôm bản địa sống dưới tán rừng nước đã quay trở lại vùng đất này và làm giàu cho người dân nơi đây, nơi vùng đất chịu nhiều sóng gió. Trái ngược về giá cà phê, giá tiêu hôm nay tại các vùng trồng trọng điểm trong nước đồng loạt giảm 1.000 đồng một kg. Theo đó, giá tiêu hôm nay tại các tỉnh Tây Nguyên dao động trong khoảng 92.000 đến 93.000 đồng một kg. Cụ thể, giá tiêu hôm nay tại Gia Lai, Đắk Nông giảm 1.000 đồng xuống mức 92.000 đồng một kg. Trong khi đó, giá tiêu tại Đắk Lắk giảm 1.000 đồng một kg xuống mức 93.000 đồng một kg. Giá tiêu tại khu vực Đông Nam Bộ dao động trong khoảng từ 91.500 đến 93.000 đồng một kg. Cụ thể, giá tiêu hôm nay tại Đồng Nai giảm 1.000 đồng một kg xuống mức 91.500 đồng một kg. Giá tiêu tại Bà Rịa Vũng Tàu giảm 1.000 đồng một kg xuống mức 92.500 đồng một kg. Giá tiêu tại Bình Phước giảm 1.000 đồng một kg xuống mức 93.000 đồng một kg. Thưa quý vị, giá lợn hơi ngày hôm nay tại miền Bắc không có biến động, trong khi đó thì giảm nhẹ ở khu vực phía Nam, dao động trong khoảng 58 đến 62.000 đồng một kg. Theo ghi nhận, giá lợn hơi giảm tại một vài địa phương miền Nam, dao động trong khoảng 58.000 đến 62.000 đồng một kg. Cụ thể, hai tỉnh Bến Tre và Đồng Nai lần lượt đưa giá lợn hơi về mức 58.000 đồng một kg và 60.000 đồng một kg, cùng giảm 1.000 đồng một kg. Cùng mức giảm trên, tại Vĩnh Long, Cần Thơ và Hậu Giang ghi nhận giá 59.000 đồng một kg. Giá lợn hơi tại miền Bắc không có biến động mới, trong đó tại Bắc Giang, Hưng Yên, Thái Nguyên đang neo ở mức cao nhất khu vực 61.000 đồng một kg. Các địa phương còn lại duy trì giao dịch ở mốc 60.000 đồng một kg. Tương tự như vậy, tại khu vực miền Trung Tây Nguyên cũng không có thay đổi mới về giá, thu mua trong khoảng 58.000 đến 61.000 đồng một kg. Thương lái ở Lâm Đồng đang thu mua lợn hơi với giá cao nhất khu vực 61.000 đồng một kg.